KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9 và mỗi thứ ba lúc 10 giờ 30 sáng và thứ sáu 8 giờ 30 tối. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show, giới thiệu đến quý vị về trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát cùng với Phạm Khanh và cũng như là chị Bích là chủ nhân của tiệm. Chương trình này sẽ được phát hình lại trên đài Little Sài Gòn TV và chỉ duy nhất trên Little Sài Gòn TV quý vị mới có những cái chương trình promotion thật đặc biệt. Mua hộp xoàn không phải chờ đợi, không hồi hộp và cũng như là không cần phải đấu giá nhưng vẫn được giá on sale đặc biệt mỗi ngày trên talk show của Lido Sài Gòn TV của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Quý vị cũng có thể xem lại được trên mạng YouTube. Vào YouTube quý vị vào search KNP Đại Phát talk show Lido Sài Gòn TV, vì có thể xem lại và vì có thể order. Nếu muốn quý vị có thể gọi cho trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Và như thường lệ, ngày hôm nay chị Bích sẽ đến và giới thiệu cho chúng ta những món nữ trang và hộp xoàn on sale trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị Bích. Dạ, cảm ơn anh Phạm Khanh. Hôm nay lại thêm một tuần mới rồi quý vị. Hôm nay Bích có 16 món. Món số 1 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 5 ly 2 VVS1 cộng với 3 Excellent. Nước này là nước chi cho nó quý vị. Chi cho nó rất đẹp, trong trắng nữa quý vị. Giấy giám định của GIA nếu như là chi hoặc là K nó vẫn trắng như những cái nước mà ngoài người ta kêu mà DEF color, không có giấy đó quý vị. Thậm chí nó còn trắng hơn nữa. VVS1 thì cái độ sạch nó rất là trong, không bọt mà cũng không có than. Hai viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp. Giá thị trường là 3.800 rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có là 3.180. Cái hộp xoàn 5 ly 2 VVS1 nước J-John vẫn còn on sale ở tiệm vàng KNP thì giá 1.400 một viên, là một viên là 5 ly 2 nhân 2 là 2.800, cái bông tai là 380, hai cái cộng lại là 3.180, là món số 1. Qua món số 2 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 45 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 4.8. Nước đi thì quá trắng rồi quý vị ạ. VVS1 thì quá sạch mà có cả ba excellent, tức là cắt cũng đẹp mà polish cũng excellent và symmetry cũng excellent. Và viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt và cũng không than. Giá thị trường là 2.040 mà ngày hôm nay Bit on sale chỉ có 1.700 mà thôi. Cái xoàn 4 ly 8 là VVS1 nước D color là 1.200, chỉ có 1.200 mà thôi. Còn cái mặt xoàn trái tim, đẹp lắm quý vị, hấp dẫn. Lâu lâu Bích mới lượm được cái hồ sao mới mang cái mặt này tới, là hai cái trái tim nó chồng lên nhau mà chính giữa có cái viên hộp xoàn 4 ly 8. Là cái mặt xoàn thì 500, hai cái cộng lại 1.700. Qua món số 3 là một cái chiếc nhẫn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 35. Nước J-John color IF thì quá sạch luôn quý vị, không bọt cũng không than, cộng với 3 excellent. Viên này có giấy giám định của GIA, tuyệt vời luôn quý vị. Và được 1 carat 35, đường kính của cái viên này được 7 ly. Cái viên này fluorescent nó là nền, thành ra nó hơi mắc một chút. Giá thị trường là 8.800, on sale là 7.000 bạc.
cái viên xoàn 1 carat 35 nước chi tròn đó, IF mà chi color chỉ có 6.350 đô. Còn cái nhẫn thì 950, hai cái cộng lại là 7.300. Qua món số 4 là một đôi bông tai vàng trắng 4 cháu 18K, cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 5.6. VVS1 F color, wow, hấp dẫn quý vị, 5.6 giờ này cũng hấp dẫn lắm. F color cộng với 3 excellent. Hai cái viên này đều có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 7.500 rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có 6.250. Quý vị, cái cặp bông tai này rất là hấp dẫn. 56 VVS1 mà là F color chỉ có 3.100 một viên, hai viên là 6.200 cộng với cái vỏ là 50 thì viên món này là 6.250. Qua món số 5 là một đôi bông tai vàng trắng kiểu Hồng Kông có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 5.4. Wow, hấp dẫn rồi quý vị. Nước E color thì nó trắng trong rồi. VVS1 tuyệt vời luôn, không bọt mà cũng không than, cộng với 3 excellent. Hai cái viên này đều có giấy giám định của GIA, sạch đẹp mà không bọt không than. Mà 5.4 không có nhiều đâu quý vị. Cái giá mà Bích bán mỗi viên chỉ có 3.000 đô một viên mà nhân 2 là 6.000, cộng với cái vỏ là 380, tất cả hai cái cộng lại là 6.380. Rất là đẹp quý vị, 5.4 giờ rất là hiếm, không có nhiều. Qua món số 6 là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông hấp dẫn quý vị. Vòng trắng 18K, trong đó có 40 viên xoàn nhỏ vuông mà gọi là invisible setting, cộng với 5 cái viên hộp xoàn chính giữa là mỗi viên là 4.5 ly. VVS1 nước E color, sạch đẹp, không bọt và cũng không than. Cái vòng này rất là đẹp quý vị. Giá thị trường là 6.000. Ngày hôm nay Bit on sale chỉ có 5.000 đô mà thôi. Cái hộp xoàn 4.5 ly VVS1 nước E color 700 đô một viên vẫn còn on sale, nhưng với 5 viên là 3.500. Còn cái vỏ của cái vòng có 40 viên xoàn vuông invisible chỉ có 1.500 mà thôi. Hai cái cộng lại là 5.000. Cái vòng tuyệt vời luôn quý vị. Qua món số 7 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K cộng với 80 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 54. VVS2, wow, tuyệt vời quý vị, VVS2, nhưng mà nó chỉ có một small pinpoint chính giữa mà thôi. Còn cái không thấy, không thể nào lấy cái kiến lúc 14 hoặc là 10 mà nhìn vô mà tìm ra được cái pinpoint đó. Nó rất là đẹp quý vị. Y như là VVS1 vậy, thậm chí là nó giống như IF tuyệt vời vậy đó. Cộng với 3 excellent. Viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 8.600 rồi quý vị. On sale chỉ có 7.100. Cái xoàn 1 carat 54 VVS2 K-Color chỉ có 6.050, vỏ xoàn 1.050, hai cái cộng lại là 7.100, đẹp lắm quý vị. Qua món số 8, một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K có khoảng 82 viên xoàn nhỏ, cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 4.5 ly. VVS1 nước H-Color, viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 1.400, ngày hôm nay Bit on sale chỉ có 1.160. Cái vỏ xoàn chỉ có là 480 đô. Còn cái mặt xoàn, còn cái viên hộp xoàn 4.5 ly nước Hex Color VVS1 chỉ có 680 mà thôi. Hai cái cộng lại là 1.160. Đây là 8 món. Mong quý vị gọi vô cho Bích ở KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089. Nếu mà quý vị có trễ hoặc là quý vị theo dõi không kịp, quý vị có thể lên YouTube mà coi, gõ vào KMP Đại Phát. Quý vị đừng có gõ vào KMP Đại Phát Jewelry thì quý vị thấy những cái show cũ không à. Quý vị đừng có đánh chữ Jewelry, quý vị đánh KMP Đại Phát thì quý vị thấy được những cái show mới. Cảm ơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị.
Và sau đây Phạm Khanh xin lặp lại 8 món nữ trang đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ nhất đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng có khoảng 24 viên xoàn nhỏ, cộng 2 viên xoàn 5 ly 2 VVS One nước chê Tree Excellent, giá on sale là 3.180 đô. Món thứ hai đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 45 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 4 ly 8 nước đi David Color VVS One Tree Excellent, giá on sale là 1.700 đồng. Món thứ ba đó là một chiếc nhẫn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 60 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1 carat 35 nước J. John Color IF Pre-Excellent, giá on sale là 7.300 đồng. Món thứ tư đó là một đôi bông tai vàng trắng 4 chấu 18K cộng 2 viên xoàn 5 ly 6 VBS One nước F Color Pre-Excellent, giá on sale là 6.250 đồng. Món thứ năm đó là một đôi bông tai vàng trắng kiểu Hồng Kông có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với là 2 viên xoàn 5 ly 4 nước E Color VBS One Pre-Excellent, giá on sale là 6.380 đồng. Món thứ 6 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K cộng 4 viên xoàn vuông nhỏ cộng 5 viên xoàn 4 ly rưỡi VBS One nước E-Color, giá on sale là 5.000 đồng. Món thứ 7 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K cộng 80 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 1 carat 54 VBS 2 nước K-Color 3 Excellent, giá on sale là 7.100 đồng. Và món thứ 8 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 82 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 4 ly rưỡi VVS One nước Edge Color, giá on sale là 1.160 đồng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chị Bích sẽ trở lại với những món nữ trang kế tiếp.